Đây là con máy tít Z5000 Master. Để Master cassette đét này. Có thể là Z5000 với Z6000, Z7000. Thì là những cái dòng Master của nó. Là Master về cái mạch thôi. Và linh kiện cũng là linh kiện thường chứ không phải linh kiện cao cấp. Mạch nó thiết kế rất là nhìn rất là kỹ, nhất là gấu. Không biết nó xử lý cái giống gì ở trong này nhưng mà âm thanh thì mình thấy nó cũng rất là bình thường, cũng chơi cũng được. Chơi cũng ok ngon nhưng mà nó không phải là cái gì nó ghi gớm cơ. Đầu từ của nó thì nó dùng đầu từ của mấy thằng chung với mấy thằng V V V 800X. À, cái điện thoại này cứ không nhìn thấy được cái đầu từ, bực. Nó không được sáng như cái bad boy kia nhìn sáng trưng. Nhưng mà bad boy lại ghi âm thanh nó tối mù. Không ra được chết. Con này làm từ sáng tới 1-2 giờ chiều mới xong. Tại vì coi cái thông số nó chạy lung tung đó. Mình không biết được quá. Tại vì nó bị lỗi này nè, nó bị cái con này về là sai tốc thì mình không nói. Nhắm mắt làm một giây một phút một một 1 phút 30 giây là dứt điểm rồi. Thứ hai nữa, azimuth cũng rất là nhanh, không sai azimuth nhưng mà làm nhanh lắm. Nó chỉ có sai sai cái này nè, mà mình không để ý nó thôi. Chứ mình để ý thì chắc cũng làm nhanh. Mình cũng không để ý nó đâu. Từ từ. Ok. Nó sai cái lực tì trên cái này, nó dùng công nghệ, nó dùng cái bánh xóa nó ép băng á để căng dây băng ra. Thôi mở nghe. Đây nè. À. Cái lực tì nó không đẹp. Lực tì lên trên nó không đạt cho nên là cái sự căng dây băng nó không có không 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 hiệu quả. Vì thế khi mà ghi băng những cuốn băng một nước của mình mà nó hơi xấu xấu một xíu là nó chạy nó lệch kênh hết trơn, lệch tùm lum la. Nên là mình phát hiện ra, sau đó mình mới lôi bộ cỡ ra mình xử lý lại. Vì nguyên lý của này nó căng sợi băng đó, nó không dùng cái riêu sau này căng mà nó lại dùng cái bánh ở trên này căng. Cái bánh 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 xóa này căng nó ép lên trên một cái thanh này thì khi đó băng nó kéo ra, nó nặng ra thì kéo ra, nó căng ra thôi. Nó mới áp sát ra đầu từ thì ghi nó mới đẹp. Tại vì ghi phát ta không có không phát hiện ra được, nhưng mà khi ghi tần số nó không ổn định, có nghĩa là nó ổn định thì mình sẽ nhìn thấy, còn nó không ổn định là nó sẽ nhảy, nó sẽ chạy liên tục thì mình thấy nó không ổn, kiểu quái lạ, nó đơn giản mà phức tạp, nghĩa là không biết là thành phức tạp quá. Mình xử lý nó xong rồi. Còn cái thằng này thì nó có cái bias ngoài và bias trong. Máy này máy của anh Tiến, lưu ý không phải máy của mình, khỏi khỏi hỏi giá nha. Thì mình cũng không nắm được giá con này, đang chưa nhập lần nào, chưa thấy anh em nào báo có hàng con này. Cái calibration chúng ta thả ra thì chúng ta ghi bias bên trong, tại vì bias bên trong nó có tới 3 lớp bias, một lớp bias cho normal, một lớp bias cho serum và một lớp bias cho metal, vì thế ghi âm thanh rất là tốt rồi. Còn nếu chúng ta lấy bias bên ngoài thì chúng ta nhấn vào xong chúng ta lại nhấn cái test tool này, nhấn một phát thì nó sẽ hiện cái bias, nhấn hai phát là level, nhấn ba là EQ. Và cái dàn EQ này chúng ta không điều chỉnh, mà muốn điều chỉnh thì chúng ta có thể dàn hết lên để nghe cái tiếng chép của nó làm sao cho nó ngang với suột là được rồi. Và khi vặn thì trái phải nó phải đều nha. Lưu ý chế độ băng, chúng ta chơi băng gì thì chúng ta để ý băng đó. Và cái level, cái red level này khi chúng ta vặn hết lên luôn, vặn hết lên. Sau đó chúng ta dùng cái master tổng này, cái level tổng này, vâng. Khi mà chúng ta tăng hết xong là chúng ta nhấn thuộc vào trong để không cần dặn nữa. Cái này cũng vậy, muốn dặn thì chúng ta sẽ giả thả thả ra dặn xong rồi chúng ta nhấn giấu đi. Như hãng nó thiết kế như thế. Bây giờ chúng ta sẽ còn các cái phần bên này, chế độ băng thì chúng ta không quan trọng lắm đâu, tại vì khi chúng ta nhấn chế độ băng như vậy thì cái counter này nó sẽ hiểu và nó đếm cái counter thôi. Còn cái tép suột ta biết rồi, trong quá trình ghi thì chúng ta kiểm và chép suột để cái chất âm nó nằm ở tép và suột như thế nào chúng ta sẽ kiểm soát được.
Còn cái NR system này chúng ta để out nhé, tại vì khi chúng ta để DBX hoặc để đôi bay B hoặc đôi bay C thì khi phát chúng ta phải cần lưu nó có. Còn nếu không thì chúng ta ốp hết đi, chúng ta ghi nó dễ. Còn cái này là cái input line in rồi. Cái này timer để out chỗ này nhé. Timer để out, để play bật nguồn lên thì nó phát, mà để red thì bật nguồn lên xóa bằng mất. Thôi rất là máy này nó còn không có gì khó khăn. Chỉ làm hơi cực thôi, cần là canh lại cái phần phát, phần ghi, đó bên trong. Phần ghi cái máy nó không tương, cái chất lượng linh kiện máy nó còn tốt, làm nó nhanh, nó chỉ mỗi cái sai cái phần này mình không phát hiện ra làm lâu. Thường mà nó double captain thì biết liền quá, còn cái này nó dùng cái bánh ép, lúc đầu mình nhìn nó vẫn thấy căng băng nhưng mà do cái lực căng của nó chưa đủ, chứ không phải là nếu mà nó không căng thì nó chắc chắn là tiếng nó sẽ không không đạt rồi. Lực căng chưa đủ căng, chưa đủ áp sát vào đầu tụ. Nếu không khó thì ngon rồi. Test Azimuth này 6.3 kg. Chọn cái đoạn độc man. Tần số Azimuth này. Máy này đẹp, tần số đẹp quá trời, thông số đẹp lắm. Chất lượng linh kiện khá tốt. Đúng rồi, ok, xài thôi. Giờ thì ngon rồi. Chứ lúc mới đầu về nó sai tóc, sai sai lắm, nó sai đúng là nó phải 3 kg mà nó còn có 2,8 kg, có nghĩa là rất là chậm. Không biết là trước giờ sai cách nào, mình không rành. Motor Direct Driver không có chạy bằng Jaguar mà không biết sai nguyên nhân tại sao sai. Khả năng là mấy cái tụ lên cái mạch Direct Driver nó bị xuống cấp. Nhưng mà không sao, nó vẫn còn chạy tốt không, cũng không thay làm gì. Mình hướng dẫn cho cái vụ lấy cái bias, cho một giờ con này nó ghi bias trong thì nó thả cái này ra ghi bias trong nhé. Thả cái nút bên này này, nút calibration thả ra ghi bias trong, chúng ta test cái tần số bias trong thôi. Ổn định nó ngon rồi. Chúng ta bỏ xuống cái này, giảm về 0 dB này, và red play này, chúng ta bỏ vào tép này, rất là ngon. Bán ngoài chúng ta phải lấy từng dãy một, ví dụ như nục man thì xuống cái ba dưới dãy dưới này, phải lưu ý này, cho rôm thì xuống dưới dãy dưới này và metan xuống dưới dãy dưới này. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng cái bút chúng ta vẽ xuống, không để về này không biết bị mò cho tầm bạn em bà nó sai luôn. Đây nè, nục man là đây nè, nó xuống dưới này nè, cho rôm mà xuống dưới này nè và metan xuống dưới này nè. Ok, đó, có mũi tên đấy. Thì khi đó giờ đang được man, ta chọc vào được man đây, đúng không? Thì chúng ta lấy thử coi. Bấm red. Và lấy. Chúng ta tắt cái này đi. Ok. Xong rồi chúng ta bấm vô cái kho này. Calibration này. Rồi chúng ta bấm test tool này. Ok. Nhấn phát nó sẽ hiện cái báo lên trước. Thì nếu đang được man thì chúng ta sẽ lấy vậy này. Vậy lấy tới số 0 này. Chúng ta sẽ vặn sao về phải số 0 này, 0 dB này,
Ok, chặn lên xíu, về lại không db này. Xong cái phần bias đèn này báo rồi. Chúng ta về khăn sát sát là về biết đường làm, không biết đường ở vùng mù tịt luôn. Bias nè, nó hiện cái chỗ nào chúng ta làm ở đấy. Bây giờ ta nhấn tiếp một cái lên level, thì chúng ta level chúng ta cũng điều chỉnh như thế, điều chỉnh cái phần vùng level này thấy chưa. Ha, chúng ta điều chỉnh tới không thôi, chồm lên xíu cũng được không sao cả nha, sửa nó không chồm cho nó chồm thì không 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 vấn đề gì. Rồi cái phần level, phần EQ, EQ thì chúng ta vặn lên một vòng, một nửa, một phần hai vòng là được rồi. À, không cần vặn lên hết đâu, tại vì khi chúng ta vặn nó không có áp phê lên nhiều lắm đâu, do cái tần số của EQ nó rất là cao nên là nó không có, cái đèn này nó không báo, không có đủ báo hết được, và thường thường chúng ta sẽ cảm âm nó thôi. Bài add level và chúng ta phải làm liên tục mấy lần như thế thì nó mới được. Ok ha, bây giờ là ngon rồi ha, bắt đầu chúng ta ghi bản nhạc vào. Đây là bài hát bên ngoài nha, bên ngoài đây nó còn phụ thuộc vào chất lượng băng nữa, nhưng mà mình khuyên người bài hát bên ngoài này, cái đèn tần số, cái tần số nó tự phát ra như thế này á, là tần số trong máy nó phát ra, cái độ chính xác của nó mình kiểm tra thì nó chỉ ở mức mức 80 ta, 8 đến 10 thôi chứ chưa được chính xác 100% như là những con đời mới. Con này sản xuất vào năm 1983 thì phải, cho nên là cái tần số lấy bias của nó không có nhạy. Khi tần số nào mà càng nhạy thì cái độ lấy cái độ chính xác của nó càng cao, như là tiết V 7000, 8000, 9000 thì cái tần số nó nhạy lắm, nó đèn nó nhạy lắm, nó chỉ cần một chút sai số thôi, sai 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 xíu là nó nhảy rồi. Còn thằng này có thể sai rất là xa nhưng mà nó cũng không chịu nhảy, tại vì do cái đèn hạt chúng ta rất là khó khó mà lấy đèn nó, cái đèn của nó đèn bằng hạt hạt tia, nó không có như là cái đèn nước kia, cái đèn điện tử kia. Chúng ta làm một bảng này, nhưng mà tắt đi rồi bấm red play nha. Xong chúng ta tăng cái này lên, tăng cái master này lên, ta mở bản nhạc đi. Ghi ở cộng 3 dB số đỏ rồi nha. Số này này. Đây cái gạch số đỏ này. Là bài hát bên ngoài nha. Một mình sụp này. Thương ai trên tép này. Thương ai sụp này. Tâm tư thật giờ chúng ta thả một phát ra nó ghi bass bên trong máy này, mình cân trong máy rất là ngon rồi, về xài thôi khỏi không phải lăn tăn, khỏi cái máy ngon này luôn cũng được này. Rồi chúng ta mở cái này lên để mình kiểm tra này. Chỉ còn mong ước một tình yêu tép này, cho quên kiếp sống sụp này, tép này, sụp này, cho nhau tép này, tình bên đêm nay mong tình. Nhớ vặn hai cái red level này lên nhé, hết cỡ. Và chúng ta ghi nhạc trước 75, chúng ta đừng để tới cái đèn làm chi, tại vì bản thân sụp của nó là không, cái đèn nó không đều đâu, chứ đừng nói ghi vào cái cassette chẳng đều thì không được. Tại vì cái nhạc sau 15 thì may ra nó còn đều, chứ còn nhạc trước 15 lúc nào cũng lệch hết. Đang hát suột này cũng đã lệch rồi này, tép này, nên người ta kệ đó. Đường về thanh vắng kinh đô bụi nhạc ghi bài hát bên trong máy nha,
bác ngồi đi. Chuyện tình tôi biến gửi trọn Đã xong rồi. Chúng ta tua nghe lại đi. Chúng ta bỏ con này, chúng ta thăm trước thử. Còn chế độ băng đọc màn, ok. Còn selector. Tốt rồi. Nếu rành thì chúng ta chơi bass ngoài, không rành chúng ta cứ để bass bắt mặc định bên trong. Mình kiểm tra các loại băng đều tốt rồi, do cái sợi băng nó căng nó áp sát vào đầu từ rồi, nên là nó giờ nó rất là ok rồi. Xong một chú lính chị ta chơi bằng chờ rôm coi. Bây giờ bằng chờ rôm thì chúng ta phải lưu ý tới cái chốt chế độ bằng tab selector này, chọc vào bằng chờ rôm và bài ớt ngoài cũng vậy. Chúng ta bây giờ thả này xuống, ta lấy cái bài ớt ngoài đi, lấy cho anh em xem. Chứ mình vẫn thích ghi bass trong, bởi bass trong tần số mình phát ra chuẩn, mình chỉnh nó rất là ok rồi. Bây giờ chúng ta chọt vào core calibration đây. Thì chúng ta chọt test. Xong bắt đầu chúng ta kiểm. Này nãy mình lấy đều rồi. Chúng ta vặn cái này này. Vàng này bên này nha, tại vì cái nút chrome bên này mà. Chúng ta chỉ điều chỉnh coi này, thấy chưa? Nó bắt đầu nó có áp phê, thấy chưa? Cái điều chỉnh này nó không áp phê đâu nha. Đó. Xong chúng ta chọt tiếp một cái nữa, chúng ta lấy cái level ở đây. Dưới này, chọt tiếp cái nữa là cái EQ, Red EQ, ok. Mấy cái băng chuẩn chuẩn thì đều lên hết, còn mấy băng mà lõm lõm không lên đâu. Nhưng mà mấy băng lõm thì cứ ghi bass bên trong là chuẩn. Thế thôi. Xong rồi chúng ta bấm up đi là nó tự tua lại thôi. Đó. Giờ mình thả cái bass bên ngoài, mình ghi bass bên trong nha. Tại bên ngoài thì do mình lấy bình thường thôi, mình tay anh em mình vặn lung tung xong mình lấy lại thôi. Còn bên trong mới là quan trọng, bên trong thì nó ổn định ha. Trong không có kỹ thuật là mình đâu có lấy được. Chúng ta chơi bản 615 đi. Đang bản của Hương Tình cũ Tuấn Anh hát cũng được. Bấm Red Play nè. Chọn selector này. Ta đẩy cái bộ cây master này lên. Tới cộng 3 dB nha. Khi biết em mang kíp cầm cá, okay. Đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người người sụp hỏi tiền múa vui, hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không. Đừng nói nữa, cái set này em ơi, xin đừng nói nữa. Làm gì anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đang thương và đang được yêu. Tình yêu em sợ tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa. Lỡ mai sau em mất người yêu, em khổ thật. Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ xa lìa ánh đèn
có anh đưa em về bên mơ. Khi chốt mang duyên kiếp cầm cá, em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời, chỉ cần anh. Cái tu này chúng ta nghe lại này. Đấy, mình đang để tép sụt mình để lại sẽ. Xin đừng nói nữa làm gì, anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đang thương và đang được yêu. Tình yêu em sợ tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa, lỡ mai sau em mất người yêu em khổ thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa. Ok, chúng ta test kiểm âm 21 phút rồi. Cái video cũng hơi bị dài đấy. Khi chúng ta kiểm âm thì chúng ta chọn cái chế độ băng cho cái con này. Rồi, đúng băng chrome. Em khổ thân nhiều. Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ xa lìa ánh đèn, có anh đưa em về bên mơ. Khi chốt mang duyên kiếp cầm cá, em xin bằng lòng. Con này ghi hay chứ, đi phát rất là ok, chơi không được. Tiếng trách chê của đời. Những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ xa lìa ánh đèn, có anh đưa em về bên mơ. Đó ngon, mua tôi trực tiếp ngon. Để xem cái đít chơi, hai lớp mặt rất là to, chà bá luôn. Ok, vậy nhé. Ba từ bài hát bên ngoài.